Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đi bộ giữa lòng đường. Tuy nhiên hành vi của tôi thì không hề vi phạm luật giao thông đường bộ bởi vì đây là một tuyến phố đi bộ mới được triển khai. Việc đi bộ giữa lòng đường rộng thênh thang và không phải bon chen trên những vỉa hè chật chội và không phải để ý những dòng phương tiện lao đến vun vút thì thật là hiếm có tại thủ đô Hà Nội. Và nó mang lại cho cả tôi cái cảm giác rất là thư thái và an toàn. Bắt đầu từ 19 giờ tối ngày hôm qua mùng 1 tháng 9, từ dòng người đổ dồn về khu vực Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội. Mọi người đi bộ tràn xuống lòng đường để cố tận hưởng cảm giác đi bộ thoải mái giữa đô thị chật hẹp. Người lớn tuổi đi bộ tập thể dục, ngắm cảnh phố phường. Từng tốp các bạn trẻ thỏa sức tạo dáng, thể hiện đam mê. Các em nhỏ được vô tư nô đùa, chạy nhảy một cách hồn nhiên. Mỗi người có một cách trải nghiệm nhưng đều tập trung một cảm xúc. Tôi cảm thấy nó thoải mái và được thoáng đường phố, thông quang thoáng. Đi bộ thì nó thoải mái hơn là trước, còn xe máy rồi các thứ còn lao cả lên vỉa hè khó đi. Chị cảm thấy là đúng là người Hà Nội phố của mình mở rộng quá và tuyệt vời luôn, chứ nhà tuyệt vời. Mà cảm thấy đúng như thế, để cho người dân trên cả tuyệt vời luôn. Nếu mà càng hay sớm bây giờ như thế này cũng đã được rồi. Cho dân được hưởng như thế này là tuyệt vời. Mình cảm thấy tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn. Hôm nay mình cảm thấy hài lòng ấy. Khủng khiếp luôn đấy. Khi tất cả mọi người cùng đi bộ và không phải lo nghĩ gì về dòng phương tiện đi lại ở xung quanh thì em thấy khung cảnh bờ hồ vẻ nên thơ mộng hơn ạ. Trên các tuyến đường, lực lượng cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra xử lý vi phạm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đã bố trí 30 điểm chốt để dừng và kiểm tra các phương tiện ra vào phố cấm. Các bãi trông giữ xe được bố trí cũng đã phát huy tác dụng, trông giữ xe cho người dân ngay từ vòng ngoài, niêm yết giá vé và không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham quan xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Không gian rất chi là thoải mái, chưa bao giờ được hưởng cảm giác như thế này. Tôi vẫn gửi xe bình thường, như mọi khi. Việc Hà Nội quyết định mở rộng tuyến phố đi bộ đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của dư luận, bởi theo các chuyên gia văn hóa, đây là vùng lõi của thủ đô, ẩn chứa nhiều giá trị về văn hóa và tinh thần. Mở rộng phố đi bộ được hy vọng sẽ trở thành một sợi nam châm để hút người dân đến nhiều hơn với trái tim của cả nước. Nếu có mặt ở tại thủ đô thời điểm này, thì quý vị sẽ nhận ra sự khác biệt lớn, đặc biệt là khu vực Hồ Gươm khác với ngày thường. Đường phố khang trang, sạch đẹp, biểu ngữ cờ hoa được giăng ngập trời. Hà Nội đang vào thu và thời điểm này thì gắn với sự kiện vô cùng quan trọng, đó là ngày kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trùng với ngày Hà Nội bắt đầu triển khai thêm nhiều tuyến phố đi bộ ở xung quanh Hồ Gươm. Trong dịp này thì người dân và các khách du lịch quốc tế cũng đổ về đây nhiều hơn và ai trong số họ cũng vô cùng háo hức trước sự thay đổi của thủ đô trước ngày lễ lớn. Năm nay, Hà Nội không bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh. Thay vào đó, Hà Nội được chỉnh trang tạo nhiều không gian cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Sự thay đổi của phố xá cũng khiến lòng người phấn chấn. Gần đây thì cái công ty Hồ Gươm ấy của thành phố cũng đã tăng cường cái quang cảnh ở đây, dọn dẹp sạch sẽ cây cảnh rất là đẹp. Nhưng mà các nơi họ về lên đi lên đây tôi thấy rằng là điều vui, tạo cho cái vị thế của cái thủ đô nó lên làm một cái thủ đô hòa bình và thanh lịch. Là người Hà Nội gốc, tôi rất là vui bởi vì là Hà Nội sẽ được nói với lại người dân của cả nước cũng như bạn bè quốc tế cái tuyến phố đẹp nhất của Hà Nội, và người dân được thanh thản, được dạo phố, được ngắm cảnh quan của Hà Nội. Đến với Hà Nội vào đúng thời điểm, Hà Nội vào thu, nhiều vị khách du lịch quốc tế cảm nhận rõ nét hơn nét đẹp của thành phố hòa bình. Nơi đây là thành phố tuyệt vời, với đồ ăn tuyệt vời, quang cảnh tuyệt vời và tôi đã có gần 2 tuần thật thư giãn tại nơi đây. Hà Nội những ngày này thật đẹp, với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức sắp tới, hứa hẹn sẽ ghi thêm dấu ấn trong lòng người dân cả nước và khách du lịch phương xa.